Tôi thấy đội tôi có thua thì tôi cũng tâm phục khẩu phục. Bởi vì trong cái thời gian mọi người đang set up á, thì đội anh Hưng, ảnh gọi là tần tảo, ảnh lột từng tép tỏi. Ủa mọi người đang làm gì vậy ạ? Anh lột tỏi gì mà anh thuê em? Có một mình anh thi à, mà anh huy động cả một cái bếp phụ anh, cả một cái khu này vô, thì cả một cái gọi là cái này gọi là ba miền, cả một cái nhà hàng ba miền phụ anh, rồi người có chương trình phụ anh nữa, thì làm sao em với anh Hà đấu lại anh đây? Quá đáng. Chỉ lột tỏi thôi mà làm cái gì vậy? Tôi và anh Hà thua trong chương trình này nó cũng là một cái điều gì đó rất là thuận theo tự nhiên thôi mọi người à. Phải thua thôi. Người ta lột tỏi còn anh là anh đi ta bà, anh chỗ này chỗ kia. Sao anh không có tập trung vô cái chương trình này? Em nói bé dạ ơi, em nói vậy là quan cho bạn anh rồi. Bạn anh tuy là ở ngoài nhưng thực tế là để canh xem ở trong bếp họ luộc rau đã xong chưa đó. Đừng trách bạn anh tội nghiệp nha. Là anh đi vòng ngoài hả? Mà không biết. Vòng ngoài mà vòng ngoài cũng ngoại là vòng rất bự nha. Em đã lỡ chắc làm đúng rồi. Đó nè, thấy không? Thi luôn mà nó cũng đâu có vừa gì. Nó cũng nhờ người ta luộc rau sẵn vòng nè, thấy không? Tôi không vô bếp thì sao mà lọc được cái mặt, bộ mặt nó ra được. Hên chưa? Đó đây nè, đó thấy chưa, đúng không em? Dạ, lực dụng Vũ Hà đúng không? Dạ. Đó thấy chưa? Trời ơi, ba mặt một lời nha, bốn mặt một lời. Hả? Dạ anh Hưng nghĩ sao về cái hành động này của đội Vũ Hà? Đó thấy chưa? Anh Hưng nghĩ sao về cái hành động này? Để cho công chúng trả lời, để cho khán giả xem mình trả lời. Nói tôi để im vậy nha, để đừng cho nó biết là tôi đã phát hiện ra cái bí mật của nó. Ok. Nói á, quay đẹp với tia xong. Trực ơi, anh cầm cái thau to to để làm gọn cái thau. Không phải sạc bằng nhôm mà sạc nắp cũng được. Ừ, khá khá mà anh cái. Cỡ như cái nồi cơm điện á. Cỡ như cái nồi. Có cái thau nóng to. To lắm rồi, như giặt đồ. Không, không tự. Chui, bật xuống vô tắm được. Mua chuột ra giám khảo sao mày ngồi đứng đây làm luôn vậy? Trời cái gì vậy trời, giám khảo nào ở đây cha? Cái gì nè, mấy người này tới hồi này chấm điểm chứ còn gì nữa. Hỏi rồi đúng rồi, cái gì vậy? Là trời đất, bắt được quả tóm luôn, tụi mày dỡ dùm đi cứu sao. Quả tóm gì? Anh, ngồi đi. Tôi sẽ bắt là tỏi vừa chứ. Nhưng mà cái gì vậy? Bắt người ta lột tỏi công ty để chấm điểm cho cái món ăn của mày cho ăn cho ngon. Cái gì? Cái gì vậy trời? Ai biết ai là ai cái gì đâu trời? Mày biết ai là ai? Ôi chào ơi Hương ơi, gian manh gian xảo gian từ Âu đến Á mà gian từ ở Sài Gòn đến Buôn Mê Thuột. Ôi Đức ơi, mày đứng mày làm ăn, mày đứng đây mày. Vậy không là được mấy điểm rồi đúng không anh? Đó thấy chưa, bây giờ mình ngồi mình lột tỏi, xong tí mình ăn cái sản phẩm là cũng có tỏi, rồi mình chấm điện nó ngon thấy chưa? Liên can tỏi không liên can gì á. Thì bây giờ không lẽ bây giờ mày đưa cái luôn cái nguyên liệu mày trộn cho mày coi luôn, đưa cho nó trộn luôn đi. Tao đâu có làm gì đó. Thì đó bây giờ tỏi đó. Nhẹ thôi. Sao cái gì? Thôi. Cái kiểu mà mua chuột nhẹ nhẹ mày sao biết tao làm hoài tao biết mà. Trời ơi trời. Ơi có lương tâm xíu này hả? Con mình có học đủ muỗng rồi đầy đủ như đó luôn. Tao vừa biết mày rồi. Nói rồi, nó tí nồi chấm điểm hay chấm đàng hoàng đó. Chứ không phải là bắt đầu là chấm tầm 7 tầm 3 ở đâu. Trong này là hở con thiên mày lo đi. Mày nói lại bản thân mày đi. Đó, chấm điểm hôm qua. Cái tập trước mày ai? Ai làm cái gì? Hả? Ai làm cái gì là cái gì? Đó là sự sắp đặt đồ. Của thôi. Sắp đặt. Sắp đặt gì? Của chương trình. Thôi chương trình nào sắp đặt. Mày dẫn cái host giám khảo đi mua đồ, sắm mua chuột công bố giải cho mày thắng là A là gì? Thì đó mọi người nghĩ đi. Nếu mày chấm điểm cho tôi thắng thì được cái gì? Cuối cùng mình thắng được cái gì? Mà mày tốn nhiều tiền vậy hả? Ủa sao cũng được vì là danh dự. Cái gì cũng nói được hết trơn trời. Ôi đất ơi, tao đi tới ta hít từ xa đằng sau. Sao ẩn kìa, ngoại ơi kìa. Mày thích làm gì đây, đây mấy anh làm giùm cho. Tao muốn luộc, gặp cần lạc không? Đây, xem đây. Lạc hết rồi. Chưa lạc đâu rồi, muốn chưa có lạc đâu. Giờ bắt đi vô lạc thế nào rồi. Vui chơi, ngồi rảnh tay làm cái này có gì đâu chứ. Tao giờ đem một
20 ký tỏi tới đây nó hồi pha ra một cái loại gì ở em, ta cũng chấm rớt như thường. Không phải, không phải. Không phải, mày là nổi tiếng, mày mua lòng khán giả, mày mua lòng người ta giỏi lắm luôn. Trời ơi, mày từ sân khấu dưới đất, mày diễn luôn, thứ nhất mày đến thi nấu ăn nó cũng là đi mua chuộc người ta luôn. Mày đang nói về mày hả? Không, tao có đi mua chuộc ai bao giờ. Ôi, mày mới nói thì xong ở đây có bao nhiêu người nghe. Mới mua xong, nhắc người ta đi mua đồ để lấy bình dự. Tớ làm chương trình. Chương trình gì? Chương trình thôi. Nó chuyện giống như chị Gành quá, chương trình thôi. Ủa mọi người đang làm gì vậy ạ? Dạ. Anh đang lột tỏi giùm anh thôi em. Có một mình anh thi à, mà anh huy động cả một cái bếp phụ anh, cả một cái khu này vô, gì cả một cái gọi là, cái này gọi là ba miền. Ba miền. Cả một cái nhà hàng ba miền phụ anh, rồi người của chương trình phụ anh nữa, thì làm sao em với anh Hà đấu lại anh đây? Quá đáng. Chỉ lột tỏi đâu mà làm cái gì vậy? Tôi và anh Hà thua trong chương trình này nó cũng là một cái điều gì đó rất là thuận theo tự nhiên thôi mọi người à. Nó phải thua thôi. Đó mọi người nhìn đi. Ảnh huy động cả một lực lượng đông đủ như vậy. Hả? Ban giám khảo mà lột tỏi cho ảnh thì làm sao tôi thắng được. Thôi thì lý trời rồi. Cuối cùng nói cho nó thắng đi nha, cho nó yên cái mộng lại. Thôi, em không dám nhận đâu ạ. Chiến thắng này sẽ là của anh thôi. Đời bất công. Ủa Trang xong rồi hả? Vui không? Đấy. Vui không? Bếp kìa. Nói xấu lôi sau lưng thì làm chi tôi không chấp. Tôi nói thẳng vô mặt. Còn đâu có dám nói chuyện thẳng cho tôi. Mà đi nén nút vô ông kia nói xấu. Độc tin. Sao giờ chiến thắng này có vẻ có chuyện động trời rồi ngồi ơi. Chuyện gì? Chuyện gì mà động trời? Mày nói tao nghe coi. Ơ không nói đường là như thế nào? Trời đất ơi. Nhưng mà theo ý kiến của ngoại là có thắng không? Huy động một vàng như vậy đó. Thì mày nghĩ đi, tao chỉ nói là tao biết vậy thôi. Cái gì mày nói gì? Ngoại kêu là huy động một vàng nhưng mà xíu nữa sẽ thua. Ồ vậy hả? Vậy là mua dữ vậy đó hả? Mua dữ vậy hả? Tự tin với cái món đó của cưng của vậy hả cưng? Không có, mất cần. Mất cần gì? Thắng đây làm gì? À lấy 7 miếng đất không cần thắng đúng không? Trời đất ơi, nó không có một cái ý nghĩa gì cả. Thắng mà thắng bạn bè thì thắng làm gì? Thắng địch bên trong kìa. Bên trong ừ. Ta đã thấy rồi.